Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải. Vào khoảng 14 giờ 47 phút ngày 24 tháng 12, tại địa bàn thôn 7 xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, khi chiếc xe tải từ từ di chuyển qua đường, lúc này từ phía đường giao cắt, một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao bất ngờ lao tới, đâm thẳng vào đuôi xe tải. Hậu quả khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Quảng Yên tiếp tục điều tra làm rõ. Ngay sau khi đăng tải đoạn video đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Đa số ý kiến đều nhận định lỗi thuộc về người điều khiển xe máy, không những kẹp ba mà còn di chuyển với tốc độ cao dẫn đến tai nạn thương tâm.